Nhân kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, sáng nay tại khu di tích Đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Tống Trân, Ủy ban Nhân dân huyện Phủ Cử tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi, học sinh vượt khó tiêu biểu, học sinh đỗ đại học xuất sắc năm 2022 và phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Năm học 2021-2022, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục đại trà ở các cấp học, bậc học, ngành giáo dục huyện phù cử, luôn quan tâm chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho quê hương. Đặc biệt trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022, huyện có 46 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt các giải cao trong các môn thi cấp tỉnh, cấp quốc gia trong đó có nhiều em đã đỗ thủ khoa vào trường chuyên Hưng Yên ở các môn như tiếng Anh, môn lịch sử, địa, toán, môn sinh. Nhiều em tuy có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao. Trong cuộc thi, ngành giáo dục đào tạo phủ cử đã có 16 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Tại buổi lễ, huyện Phù Cư đã phát động tháng khuyến học, đã có nhiều doanh nhân, người con quê hương tham gia ủng hộ quỹ khuyến học của huyện.